cầu những linh hồn chết thảm. Hồn ấy đang ở cửu tuyền, mau mau hội ngộ tại truyền thông khang. Hồn ấy nửa tỉnh nửa mê, nửa trai nửa gái cũng về đây luôn. Hồn ơi hồn nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Ê, không mà. Đi nè. Sao mày quýnh tao? Tao đang cầu cái khấn linh thiêng mày đưa tục ngữ vô chi? Nó có dừng mà. Mày điên quá à. Cái gì vậy? Mệt quá à. Mấy anh chị ơi, làm ơn giúp em cái được không? Có như đó tập đi tập lại hoài không được là làm sao trời? Đạo diễn chửi em quá trời kìa. Vô tụ đây đồng phim giùm tôi một cái đi. Khi nào quay tôi hú một cái là chạy ra quay. Ê, khoan nữa. 15 phút sau trở lại đây tập tiếp. Ok. Làm ơn giúp em cái nha. Rồi đó. Đi 6 người đó, đừng có về 7 người nha, tôi xỉu liền á. Ở đây thấy ghê lắm á. Dạ con lại các vị cô hồn các đảng. Dạ con là trợ lý đoàn phim, con đến đây con quay phim. Con có đụng chạm với các vị nưỡng tình tha thứ tụi con. Dạ con không dám vậy nữa. Dạ có ai rảnh trả lời con tiếng con biết được không ạ? Chết rồi không ai trả lời chưa chắc giận rồi. Người bình thường không thể nhìn thấy được ta, nhưng cũng có người thấy được ta. Người đó mới ghê đó. Có ai mà khùng như mày á? Cái chỗ ta đang ngủ tự ra nó bà xàm bà láp gì ông nội? Để tao ngủ, hiểu không? Cậu thấy được tôi hả? Tao đâu có đuôi. Cậu đánh được tôi luôn hả? Cậu đánh được tôi. Đánh lại cơ nữa coi. Đau mày. Tao bị ngu. Tao xấu rồi chi. Ra ngoài đây nói chuyện tôi coi, nhanh. Ờ, ra. Mày tao nói tướng còn khúc mà. Có được mét mốt mà. Mà leo lên cái mã mét hai chi rồi cà voi gì đó. Ảnh nè. Quái thiệt á. Kỳ vậy ta. Thấy được mình mà đánh được mình luôn. Nữa hả? Thôi ta không nói câu đó nữa. Ừ, ngu quán chịu. Hỏi câu khác nè. Câu khác hỏi đi. Lý do gì mà hai ngày nay cậu vô cái nghĩa địa này hoài à? Hả? Cái này tôi mới hỏi ông nè. Lý do gì tôi vô nghĩa địa này? Ông rảnh ra không có gì làm sao theo dõi tôi chi vậy? Tôi... Hả? Nhiều chuyện ở chỗ người ta làm gì làm. Đâu đụng chạm tới gia đình ông đâu mà. Ai vậy? Tại sao vậy? Tại sao có tiếng phụ nữ? Cậu mới ngồi lên mình vợ tôi đó. Ông nặng lắm rồi nha ông nội, không có người chết nào mà la được nghe chưa. Ông đừng có hù tôi nha, tôi sợ ma lắm đó. Trời ơi. Tôi nói rồi, hù tôi một cái lỡ nó bị ướt là ông giặt giùm tôi đó. Giỡn tào lao mà. Người chết nào la được nè, tôi ngồi nè, la đi. Thôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi bà nghe. Đúng ngôi mộ này phát ra tiếng la nè. Đúng. Vợ tôi đó.
chị ơi, em biết em lỡ ngồi lên lên người chị, chị bỏ qua cho em đó chị. Mà ông ơi, vợ ông sao chết vậy? Đừng, cậu đừng hỏi đến nỗi đau của tôi nữa. Vợ tôi chết thảm lắm. Chú ơi, người chết cũng đã chết rồi, có buồn cũng không giải quyết được cái gì hết. Mà bà chết đây, ông để bà ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Vô đây tôi coi cái mộ các bà cái coi. Trời ơi, nói chuyện với bà đi. Ông khùng hả ông nội? Tôi kêu tôi nói chuyện với ma. Bà chết thảm, bà linh lắm đó. Bà về bà ám cậu đó. Bà mới vừa ngồi trên người của bà, bà ám cậu bây giờ. Ê, ê, để ta nói. Chị ơi, mới gặp chị em có nhiều điều muốn nói với chị lắm. Chị ở chính suối, chị có uống nước suối không chị? Mày điên hả? Không nói gì luôn. Mày điên hả mày? Quẹ không biết nói gì luôn á. Mày hỏi cái câu nào khác đi, mày hỏi cái câu gì tào lao. Hỏi khác đi. Hỏi con khác hả? Mày không hỏi ma ám mày đó. Biết rồi. Nói tôi sợ ma. Chị ở xuống về, chị có hay đi đò vàng không chị? Mày khùng luôn rồi. Thí dụ như hỏi chị tên gì đi, nó còn có lý. Bà tên gì vậy? Bà tên Bạch Tiết. Bạch Tiết hả? Bạch Tiết. Ồ, Bạch Tiết. Ồ. Đúng rồi, cái mộ này là mộ của Bạch Tiết nè. Ô mà khoan đã, Bạch Tiết ở đây, một chú lùng ở đây, thế thì sao chú kia ở đâu? Sao chú lùng chết thảm lắm. Tại sao sao chú lùng chết? Đã lùng rồi mà còn có cái tánh ăn cắp giặt nữa. Ăn cắp tấm thảm của người ta làm chi để người ta quánh chết? Chỉ có một tấm thảm thôi, tại sao lại có thể giết chết 6 mạng người? Ai? Ai là người giết chết 6 chú lùng? Aladdin! Tôi không thể nào tôi tin được trên cuộc đời này lại có chuyện mà Aladdin giết chết 6 chú lùng hết. Aladdin là tên ở nhà. Có tên ở trường? Alibaba. Còn lại ba. Rồi mà 6 chú lùng trốn ở đâu? Chôn chung với bà luôn. Vậy là phần mộ này là phần mộ tập thể hả? Đúng rồi. Cậu nhìn đi, trên mộ bia có khắc chữ rõ ràng đó. Trời ơi, Bạch Tiết chôn với 6 chú lùng. Đúng rồi, có ghi nè: phần mộ của Bạch Tiết và 5 anh em siêu nhân. 5 anh em siêu nhân đâu ra? Ở đâu ra 5 anh em siêu nhân? Cái lúc 6 chú lùng chết á, hoàng đồ của 5 anh em siêu nhân. Chắc tôi phải đổi cái tên cái nghĩa trang này quá. Nghĩa trang quốc tế, nơi yên nghỉ của các nhân vật hoạt hình nha. Mà cái miệng ông đó, ông xạo lắm. Thiệt mà, hoàng đồ của 5 anh em siêu nhân. Rồi cái thằng Út đâu, nó mặc đồ gì? Tại sao không có ghi trên đây? Chú Út không có đồ chôn chung. Ông hay thiệt đó. Chú Út đó. Ai vậy? Ai nói lạnh vậy? Ai nói lạnh vậy? Chú Út lạnh đó. Thế ghê vậy? Ai vậy? Ai hát vậy? Có tiếng ai hát vậy? Ông nói đi, có tiếng ai hát vậy? Bạch Tiết. Bạch Tiết hay hát lắm, cậu không biết sao? Đúng rồi, tiếng hát phát ra từ đây. Mắt gì đang hát còn la? Bà đang hát mày đè vô cuốn họng bà, sao bà hát? Trời ơi,
thôi ra đi, ra cho con cháu nó xin lỗi ha. Bà với mấy em ra đây nè. Cái gì? Chào hỏi vợ tôi một tiếng đi. Vợ ông lùng như ông luôn hả? Bà ở đây nè. Bà ở đây? Ừ. Hồi nãy ông nhìn cái gì của bà? Tao nhịn gì, kể tao đi, chuyện gia đình tao mày thắc mắc chi? Cho nhịn ké cái được. Không, bắt tay xin lỗi thôi. Tưởng tượng ra luôn có thiệt. Em chào chị Tiết. Ừ, ba bố qua rồi đó. Qua chào anh hai đi. Ồ, anh hai lùng vậy hả? Em chào anh hai. Chào anh ba đi. Em chào anh ba. Chào anh bốn đi. Nghe. À vậy hả? Không phải này, chứ không phải ông ngồi dưới. Ừ. Anh bốn, em tao. À, còn ông kia là anh tao. Ừ, ông bốn. Dạ, thôi. Ông không chịu bắt tay. Sao vậy? Tay hôm nay cầm cây viết không biết làm gì vậy. Ý, có cuốn sổ nữa kìa. Trời ơi, mày thấy luôn hả? Ôi, đang ghi gì trong đó đó. Ông ghi gì mày coi coi. Anh bốn cho mượn cái cuốn sổ cái anh bốn. Ừ. Ông dễ chịu ghê ta. Ừ. Có ghi nè. Ghi gì vậy? Lê Nam diễn như hạch. Ông ghi thiệt á. Em ta nó thiệt tình lắm. Chết rồi. Thi mà gặp là chết luôn á thiệt. Ý, có BS ở dưới mấy chữ này nè. Gì dưới vậy? 10 phút nữa không làm anh cười rớt nha. Trời ơi. Khó quá. Em chào anh bốn nè anh bốn. Mày ráng đi, mày ráng đi. Thôi chào anh năm đi. Em chào anh năm. Chào anh sáu đi. Chà, trong bực thang quá ha. Chào anh sáu. Chào anh út đi. Cái ông út này mới khó chào này thiệt. Ráng. Em chào anh út. Ê, mà tôi biết lý do tại sao ông thầy không có đồ siêu nhân mặc rồi. Sao vậy? Không có thợ may nào mà may đồ siêu nhân có 1cm vậy đó. Thiệt. Rồi. Ừ. Chào người này đi. Dễ quá mà. Xí, cho mượn cái mặt cái coi. Để yên vị trí này nha. Hỏi thiệt nè. Sao còn sống mà úp hình đại diện chi sớm vậy? Thiệt. Úp gì có hôn đó. Cái mộ này của tôi. Ê, ông có xạo ơi. Cái mộ này là tôi biết nè. Tôi biết cái mộ này nè. Lý do sao nè? Ông này trước khi ông chết, ông mê cho nội Dũng Nhí. Đó. Ông mới đưa hình của ông lên đây. Đó. Đúng không? Đúng không? Cái mộ này, cái hình này với tôi là một. Tôi nói rồi nha. Ông không được hù tôi nữa nghe chưa? Bây giờ ông nói ông là ma đúng không? Ông thử ông biết một cái đi. Tôi mới tin ông là ma. Ông biết đi. Nếu cậu không tin, tôi sẽ làm cho cậu tin. Nếu tôi sẽ làm cậu tin. Chồng ai vậy? Nếu chồng ai vậy? Tôi sẽ làm chồng ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Hả? Chồng ai đừng có nhát tôi nghe chưa? Tôi sợ lắm chưa? Ủa? Ông đâu rồi? Ông đâu rồi? Thấy ghê quá. Đi về. Không phải đây nữa. Đi về. Đi về. Gì vậy? Mày vui không? Vui. Mất bà đó 3 năm tuổi thọ rồi nè. Ủa vậy? Tao giữ nè. Giữ cái gì? Ê, thấy tao giống, thấy tao giống siêu nhân Hồng không? Không, không còn thời gian giỡn nữa. Cái gì bây vậy? Giờ đi về. Hồi nãy tao thấy ông này, ông lên ông nói chuyện với tao. Ông đó, ông nói chuyện với tao trong cái mộ đó. Đúng rồi, tướng 1m1 đứng nói chuyện với tao. Hồi nãy giờ mày ở đây hả? Đúng rồi. Có ngủ không? Có ngủ. Chim bao đó mẹ. Trời. Câu ra ma cỏ. Tôi tao bị quýnh vậy? Ma cỏ này mày bớt cái tính sợ giùm tao đi Nam. Không ơi. Phải rõ ràng. Ông ở đây nè, tao thấy rõ ràng mà. Mày bớt cái nỗi lo sợ đó đi. Mình hiểu bây giờ tao với mày đứt nổi tiếng trên mạng. Mày quên là biệt danh của mình là gì hả? Sông hùng liều mạng, nói là làm. Dạ, cái
thưa quý vị khán giả, anh em chúng tôi Song Hùng Liều Mạng thân thiện rất nhiều phi vụ nổi tiếng khiến cộng đồng mạng phải xích xoa và ngưỡng mộ. Phi vụ đầu tiên, nhảy lầu cao vời vợi, kết quả bị gãy chân nhưng bù lại được 1 triệu like. Hay. Tới phi vụ thứ hai, chúng tôi đua xe nhanh vùn vụt, kết quả là té xe, cái răng cà xuống mặt đường hô thêm 3 cm. Hình ảnh chứng minh. Dạ. Nhưng bù lại được 10 triệu like. Quá giỏi. Còn tôi có thể làm những chuyện mà thằng này không bao giờ làm được. Chuyện gì? Tôi làm một cái trò rất kinh khủng đăng lên mạng. Chuyện gì? Bấm chuông nhà người ta bỏ chạy. 1 like. Cái khùng hả? Sao có 1 like vậy? Cái đó ai làm cũng được hết trơn á ba. Ủa gì sao tao nổi tiếng? 1 like tao like cho mày á. Ủa vậy hả? Thôi bây giờ tao không cần nổi tiếng nữa. Bây giờ đi về. Mày khùng quá. Mày sẽ nổi tiếng nếu mày làm vụ này cuối cùng với tao. Chôn sống tại đất nghĩa địa này. Tao với mày nếu thành công sẽ được tới 20 triệu like chưa từng có trên mạng xã hội. 20 triệu con người sẽ biết mình. Đúng. Và tao với mày sẽ nổi tiếng, sẽ được mời đóng phim, đóng quảng cáo cho Thi Cười Xuyên Việt. Dám làm không? Được. Tao làm. Chôn tao đi. Khoan. Hả? Cái gì? Cùng á. Mày nên biết ở đây linh lắm đó. Bây giờ mình phải lựa chỗ nào chưa có người nằm xuống để mình chôn sống mình lên, hiểu không? Nhưng mà bây giờ tao mới nghe nghĩa địa bây giờ chỗ nào cũng có mồ, chỗ nào cũng mã. Bây giờ biết được chỗ nào có xương người hay không? Lỡ chôn chúng phạm người ta, người ta kéo mình đi luôn đó, hiểu không? Thì mình sẽ hỏi người ở đây. Hỏi bằng cách nào? Cầu hồn lên. Tao đâu có biết cầu hồn đâu. Mày để tao để siêu nhân Hồng giải quyết. Đó đó đi. Nè. Ừ. Bây giờ nha, mình phải cầu lên mọi đường cây. Tập trung nha. Để tay lên ngực. Mày làm cái gì vậy? Tao kêu ma gì giùm mày đó. Tao không có mượn. Hùn cái văn đàn ông ra ngoài luôn á. Mày bình tĩnh tao làm đi. Hey! Mày làm cái gì vậy? Giỡn. Ai mới la vậy? Tao đó. Ô mày làm tao bất hạnh quá. Thấy tao bất hạnh với mày quá. Để tao làm, đừng có nhái tao nữa nghe không? Để yên cái miệng tao đi. Không nghĩ đi. Bỏ đi. Sao vậy? Mày canh mày nhảy vô miệng tao không à? Hên là hô đó mà còn bị mày nhảy vô đó. Mày đàng hoàng giùm tao đi. Lại nha. Thôi bỏ công đoạn này luôn đi. Ừ bỏ đi chứ tao vô cái lời khấn luôn. Mày nhấp là tao la đó. Xin cầu những linh hồn chết thảm. Hồn ấy đang ở Cửu Tuyền, mau mau hội ngộ tại truyền thông khang. Hồn ấy nửa tỉnh nửa mê, nửa trai nửa gái cũng về đây luôn. Hồn đi hồn nhớ. À ta nhớ rồi. Cầu đi cầu đi. Ta nhớ rồi. À trời. Hồn ơi hồn nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Ê không mà. Điên hả? Sao mày quýnh tao? Tao đang cầu cái khấn linh thiêng mày đưa tục ngữ vô làm chi? Nó có dừng mà. Mày điên quá à. Trời ơi, sao nhiều người về vậy? Sao nhiều người về vậy? Sao nhiều người về vậy? Sao mấy đứa anh thấy có người đứng bên kia nữa, làm sao mấy đứa? Nó có 2 cái đầu lận. Chắc là nó muốn kết nạp thành viên mới hay sao? Nó hợp phải đồng quản trị đó. Đừng có cho nó biết mình làm ma. Mình giả làm đồng loại. Mình giả làm đồng loại. Làm dấu, giao giống cho nhau không? Mấy đứa ơi, cái dạng ma này không phải ma thường đâu. Trời ơi, bây giờ cách tốt nhất bây giờ mình giả thành đồng loại của nó. Nó không có quất mình nha mấy đứa. Thảm thiết lên.
anh ơi, anh cho em hỏi, anh chết lâu chưa? Chết lâu rồi. Tao chết lâu rồi. Tao mới chết. Cái gì vậy? Nói gì không á? Ủa, sao người chết trước chết sau vậy? Tại ông rút oxy trước tôi. Ủa vậy mà sao hai người dính nhau vậy? Tại vì chúng tôi chết trong lúc hai thân thể đang hòa quyện vào nhau. Cho làm vậy đi. Cho làm vậy đi, mặc dù hơi nhột chút xíu. Anh đừng có nhúng em. Con mày. Dạ. Chết lâu chưa? Dạ em cũng mới chết. Thôi vậy mình là ma đừng hù nhau nha. Dạ em là ma thiệt mà. Ủa mà sao mày chết mà chân mày không hỏng đó? Hỏng rồi nè anh. Nó bày bắt phới luôn nè anh. Ma thiệt đó. Nó ma thiệt rồi. Tính rồi ma thiệt. Ủa anh ơi, sao hai anh cũng không có hỏng chân vậy? Hỏi gì rồi, hỏi bạn thấy ngu không? Rồi hỏng rồi đó. Cái chân lo lẫn luôn kìa trời ơi. Em tin rồi anh ơi. Mày đừng nhát tao nữa nha. Dạ anh cũng đừng nhát em nha anh. Em chết thiệt rồi anh ơi. Em không còn dương chứng trên cuộc đời này nữa hết trơn á anh. Được rồi. Mày cho mày có điện thoại xài vậy? Má em mới đốt cho em. Ê, coi có ai gọi vậy? Dạ, má em á. Má nó. Anh cho em nghe cái nha. Má hả má? Con chết rồi nha má. Con đang làm ma. Má tin nha má. Má đừng có gọi phiền con nữa, bể hết má ơi. Đấy nói chuyện phiền. Tin con nha má. Ê, dạ. Làm như mày sống không được má mày tin phải không? Dạ, sao vậy? Mày để tao nói chuyện với má mày cho. Dạ không, má em không thích tâm sự cùng người lạ. Mày nghe tao nói nè, mày dạ. Để tao nói chuyện, bà mới tin mày chết, hiểu không? Chứ dạ. Mày nói gì bà không tin sao? Dạ để em xin phép một cái, má ơi. Có hai anh ma nói chuyện với má tiếp khách nha má. Hai mẹ con hề hước quá. Alo, tôi ma nè. Sao? Đúng rồi, con bà chết rồi. Tôi nói thiệt. Nó mới nói tôi nó chết nè, nó mới dọn xuống đây ở hàng xóm nữa nè. Nó chết rồi. Má mày tự tự chết luôn rồi nè. Tao nghe rõ kìa. Bà đập đầu bà chết luôn. Anh đừng có sợ. Tao thiệt, bà mới đập đầu bà chết. Má ơi má. Cái gì vậy? Má em chết thiệt rồi. Wow, mới chết mà khỏi kèn đám ma luôn hả? Ba em trong đội kèn mà. Đợi má em chết là ba khỏi liền à. Anh ơi. Gì? Anh cho em về. Em thổi tan má em cho tròn chữ hiếu nha anh. Thôi đi về đi. Dạ cảm ơn anh. Ê khoan. Dạ. Anh ơi đừng có nhát em, sợ mà anh ơi. Ý vậy là mày còn sống. Nói là người đó. Ô mày thổi tan mày còn sống vậy này. Mày hù tao vậy. Mày hù tao. Ủa tao giết người bằng phương tiện nào vậy? Đoàn phim thất thoát 1 tỷ đồng cộng thêm 100 triệu tiền hòm. Thấy ghê chưa? Thấy ghê. Bây giờ tao mày lột mày đi hù người ta chết đó. Dẹp cái suy nhân hồng vô. Cái gì vậy? Cho nó vô không? Tao là ăn cắp của mình thấy không? Đúng rồi. Giờ nè, sao? Hồi nãy biết sao mà cầu người sống lên không? Sao vậy? Mình quên thổi nến đó. Thổi nến cầu lại đi. Bây giờ cầu lại nghe. Bây giờ nhưng mà biết cầu ai bây giờ? Ai phải đủ linh thiêng lên đây thì mới chỉ mình cái chỗ nào mình cầu người được. Ở đây. Ai? Người chết rồi, người trong của. Mà mình biết ai đâu mà cầu? Cái người tiên phong chở trào lưu nói là làm này nè. Là ai? Ông Tư bán ve chai đó. Xám mình. Nhớ không? Tư không nhớ. Ủa xuống kể cho nghe. Sao? Trời ơi chuyện vui lắm mày ơi. Vui lắm. Sao vui? Không biết. Vui gì? Tự nhiên cái vui lắm, không biết. Kịch bản dặn sao nói vậy. Vui lắm. Ông Tư bữa đây bán rượu chai. Ma mày biết cười thế ghê không? Ai vậy? Bà mèo đó. Bà mèo bà linh lắm. Linh lắm. Bữa đó ông Tư cũng đi mấy cái chai về. Mà hên sao bữa được bán được mấy trăm ký. Mừng quá vậy mừng rỡ rảnh rỗi biết gì làm. Lên mạng đăng ta tút. Nếu ta tút được 1 triệu like, tôi ra đường Phạm Ngũ Lão nhảy từ lầu 4 nhảy xuống. Sống gan dữ vậy mày? Được 1 triệu like thiệt.
Trời ơi, ông phải nhảy rồi. Phải nhảy thôi, mà tính toán hết mày ơi. Tính sao? Bữa đó đúng 5 giờ chiều, ông ra đường Phạm Ngũ Lão, đứng trên lầu 4 mà trước khi nhảy nha, gọi điện vận động các đại lý niệm tới lót đường Phạm Ngũ Lão cho ông nhảy. Trời đất ơi, cha nội cha khôn thiệt, nhảy kiểu đó làm sao mà chết được. Chết. Sao lót kỹ mà còn chết là sao? Ông nhảy Phạm Ngũ Lão uổng nhất mà chúng sanh lót niệm Phạm Ngũ Lão rồi giáp. Trời. Nghe chưa? Cái này, cái chết này là cái chết lãng nhất trên cuộc đời. Đó, tại vì bên cung cấp, bên yêu cầu không hiểu với nhau đó. Đó, lúc đầu làm gì phải có hợp đồng rõ ràng chứ ai mà làm chứ. Đó, chết oan. Chết oan đó, oan. Đúng oan luôn. Ừ. Đây, cái mỏ mày nói chuyện dễ thương ha. Ừ. Ê, nghe hàm răng coi. À. Ừ, hàm răng này chắc là đánh răng hao kem lắm ha. Tao sửa mỏng cho nghe. Sao? Vừa về nói má, má ơi, bạn con chê con hô, má cho tiền niềng răng đi. Ừ. Má nó hỏi, ủa sao vậy má? Má để hàm răng cặp cặp nát nhàn đây nam. Trời! Má mày biết tao chửi mày luôn hả? Biết luôn. Ghê vậy? Ừ, bà nói bà không bình chọn cho mày đâu. Quá, bây giờ nè, cầu, cầu ông dây chai lên liền. Đúng làm rồi. Cứu này đi, cho cầu ông này. Tư dây chai lên. Ông Tư dây chai lên. Bây giờ cầu nghiêm túc nha. Ừ. Ờ đúng rồi. Cầu người chết mà linh phải có vật linh thiêng. Mày có không? Có chứ. Ngồi đây đi. Ừ. Cầu đi ngang. Ừ. Cái miếng giải liệm của ổng đã tăng cấp đó. Bây giờ mình cầu nha. Ừ. Tập trung nha. Ừ. Hồn ai ở chốn linh thiêng, nương theo lời khấn hiện liền về đây. Hồn ai ở nghĩa địa này, nương theo câu khấn ra đây chuyện trò. Cái gì vậy? Bye. Ông về kìa. Ai nhớ em biết được người đây mà không. Dự ơi, thấy ghê quá Dự ơi. Ông Tân ơi. Cho tôi. Tân, ông Tân. Ông mới đi qua đây mà. Tôi tin hết ai. Con muốn chung sống tụi con ông Tư ơi. Được rồi. Để mọi cái gánh gánh này chỉ cho ai hồn. Tao với mày phải chôn ở đây nè. Tao phải chôn sống mày ở đây. Phải chôn làm liền. Làm liền đi. Ổng linh quá mày ơi. Chôn liền đi. Không có người nằm dưới đây đâu. Mày vô trong đây không? Đúng rồi, vô liền. Mày vô đi. Mày để lấy cái sẹn ra. Đào lên. Đào lên chôn xuống. Cùng á, tao chôn mày, tao là người đào mày chứ. Không, không, nhưng mà mày để tao lên chôn xuống đã. Để tao đào nước đã. Dừng lại. Ai vậy? Trời chạy nội tiếp tao. Dừng lại. Hình như là má tao mày ơi. Má mày đâu mà má mày không biết nữa. Không, chờ má tao. Ê má mày kìa, má mày chôn thiệt kìa. Đừng nói tao đây không, tao chạy, tao trốn được không? Con làm cái gì vậy hả Nam? Bay muốn má bay chết, bay muốn vừa lòng đúng không Nam? Con xin lỗi má. Bay dại, bay khờ lắm mày biết không Nam? Bay tệ lắm mày biết không Nam? Má à, má lớn tuổi rồi, má có chịu hiểu. Bây giờ cái thời đại tụi con, thời đại gì? Tụi con trên mạng, tụi con là những thanh niên nói là phải làm. Má hiểu không? Bây giờ 20 triệu con người đang like con, đang muốn chia sẻ hình ảnh con chôn sống con. Má phải để con làm chứ má. Rồi lúc đó con nổi tiếng, má hiểu không? Con sẽ có nhiều tiền con lo cho má. Con tôi nó muốn nổi tiếng. À Nam, giờ thì con nổi tiếng rồi đó. Giờ thì ai cũng biết thằng Nam con tôi vì chơi ngông mà chết thảm.
ba nói cái gì vậy má? Không, không, má ơi, má ơi, con vẫn còn sống mà má. Má ơi, con là má, má nhìn con đi má, má, má nhìn con là má. Không, cái gì vậy? Tôi vẫn còn sống mà, tôi vẫn còn sống mà. Chết, tôi chưa chết, tôi chưa chết. Cậu chết thật rồi. Cái gì vậy? Tại sao mọi người lại nói vậy? Tôi còn sống mà, tôi vẫn còn sống mà. Hai ngày nay, cậu, tôi gặp ông, tôi vẫn còn sống mà. Tại sao ông nói vậy? Câu chuyện thật sự của hai ngày nay là... Cái gì vậy? Tới giờ rồi, tới giờ live stream rồi. Đúng 20 triệu like rồi. Chôn sống mày. 20 triệu rồi hả? 20 triệu like rồi. Ờ, chôn đi. Nè. Quá trời like luôn. Live stream. Chôn tôi đi, chôn liền đi. Tôi chôn sống đi mọi người. Tôi chôn sống bạn tôi nha mọi người. Đại Dự ơi, xẻ cái đây nè. Nhìn lên. Nhanh lên Dự. Mày đắp vô mặt tao nè. Mày nằm xuống đi. Nằm xuống đi. Tôi đang chung sống bạn tôi đó mọi người. Thấy không? Thấy không? Láng lên em. Được nhiều like lắm em ơi. Tim quá là tim luôn. Quay mình cho nó tiếng em. Tôi đang chung sống bạn tôi mà đi. Thấy tôi không? Tôi chảy xuống trước nè. Tôi đang chung sống bạn tôi nè. Tự nhiên hết pin nè. Nam, tao mày nổi tiếng luôn Nam. Quá trời like luôn. Vậy vậy Nam. Vậy Nam. Nam. Mày dậy đi Nam. Dạ được rồi chết mày Nam. Nam ơi. Nam ơi, dừng lại đi con. Về với má đi con. Đừng làm mấy cái trò ngu ngốc ra nữa. Về với má đi con. Mẹ xin con Nam ơi. Về đi con ơi. Không, không, con là gì hết. Tại nó muốn chôn sống mà. Con biết gì hết á. Không phải tại tôi. Không phải tại tôi mà. Tại sao con cầu giải như vậy á nè. Con đi con bỏ má. Mày tệ quá. Mày hứa mày làm cái gì cho má mày chưa có làm mà nè. Con nhớ hứa gì không? Con hứa má ơi. Con hứa con không ăn chơi liêu lỏng. Má ơi con hứa con học hành đàng hoàng. Má ơi con hứa con làm ăn lại. Má ơi con hứa con không bao giờ làm cho má buồn. Má ơi con hứa con sẽ làm cho má vui. Má ơi con hứa sẽ không bao giờ làm cho má khóc. À, cái thằng mày hứa cầu cả trăm điều luôn mà chưa thực hiện cái má điều nào ráo trời. Vậy mà hứa vu vơ với ai đâu. Con điều một mần luôn. Bán mạng. Nam ơi. Con chết đi rồi má sống làm sao đây à? Má ơi con xin lỗi má ơi. Con xin lỗi má ơi.